chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhiều tỉnh thành trong cả nước thực hiện các biện pháp hữu hiệu phòng chống dịch COVID-19. Gần 100 phóng viên tuyên truyền trong ngành y tế được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Buông lỏng quản lý trong khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận. Công an Hà Nội triển khai mô hình điểm vì môi trường mạng xã hội bình yên. Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau thời gian nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 kéo dài 4 ngày, tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ 0 giờ ngày 3 tháng 5, tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường, quán phục vụ đồ uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, vui chơi giải trí, sông hơi, massage, 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh thuộc các huyện thành thị trên địa bàn đã được kích hoạt trở lại. Các nhà hàng, quán ăn, cơ sở lưu trú và các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác phải đảm bảo giãn cách, trang bị tấm chắn giọt bắn. Quản lý danh sách khách hàng và đảm bảo các yêu cầu chống dịch, thực hiện nếp sống văn minh trong các đám cưới hỏi và đám hiếu, chỉ tổ chức nội bộ gia đình. Đại học Thái Nguyên cũng đã ra thông báo cho sinh viên tạm dừng đến trường từ ngày 4 tháng 5 đến khi có thông báo mới. Tính đến nay, Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Liên quan đến các chuyến bay từ Nhật Bản trở về, tỉnh đã xác định 7 trường hợp F1, cả 7 trường hợp đều cho kết quả lần 1 âm tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly. Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 trên địa bàn các tỉnh lân cận, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 1223 cho học sinh các cấp học từ mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, huyện Sơn Dương và huyện Chiêm Hóa nghỉ học từ ngày 4 tháng 5 đến hết ngày 7 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, học sinh các cấp học nghỉ học từ thứ Ba ngày 4 tháng 5 đến thứ Sáu ngày 7 tháng 5 để phòng chống dịch COVID-19. Các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục học bình thường. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghỉ học bố trí học bù vào thời gian thích hợp, đảm bảo chương trình giáo dục các cấp học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phối hợp với cha mẹ học sinh kiểm soát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh trong thời gian học sinh nghỉ học. Đến hết ngày 3 tháng 5, toàn tỉnh Tuyên Quang hiện đã cách ly 543 trường hợp. Có 5 trường hợp là F1 của bệnh nhân 2927 và bệnh nhân 2928 đã có kết quả âm tính lần 2 với COVID-19. Đã lấy 413 mẫu xét nghiệm, trong đó có 233 mẫu có kết quả âm tính, 180 mẫu đang chờ kết quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và tại địa phương giáp danh là tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai đã quyết định thành lập chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Theo đó, chốt kiểm dịch y tế hoạt động từ 7 giờ 30 ngày 3 tháng 5 đến khi có chỉ đạo dừng. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp liên tiếp phát hiện các trường hợp lây nhiễm COVID-19 sau khi đã hoàn thành cách ly, Bộ Y tế vừa gửi tin khẩn đề nghị các địa phương tạm thời chưa cho rời khỏi khu cách ly với những người đã cách ly tập trung đủ 14 ngày và có 2 lần xét nghiệm âm tính. Quy định này được áp dụng ngay từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Bộ đã đưa ra hướng dẫn cụ thể tạm thời chưa giải quyết kết thúc và cho ra khỏi khu cách ly tập trung của cả quân đội và dân sự quản lý đối với tất cả các trường hợp đã đủ điều kiện hết cách ly tập trung. Trước đó, ngày 29 tháng 4 đến nay đã ghi nhận 35 ca mắc mới COVID-19 lây từ 3 người đã hoàn thành cách ly tại Đà Nẵng và Yên Bái. Sáng ngày 4 tháng 5, gần 100 phóng viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine ngừa COVID-19. Đây là các phóng viên chuyên theo dõi mảng y tế và theo sát công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên y tế của các cơ quan thông tấn báo chí là một trong những nhóm được ưu tiên tiêm vaccine trong đợt 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Với hơn 56.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bố trong đợt này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tiêm cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch, làm việc ở khu vực nguy cơ cao như nhân viên y tế, nhân viên sân bay, lực lượng vũ trang, phóng viên. Gần 100 phóng viên được tiêm đầu tiên là những người đang theo sát các hoạt động phòng chống dịch tại thành phố. Từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay,
có mặt ở tất cả các khu vực từ điều trị cách ly đến các khu tập trung, các bệnh viện dã chiến, góp phần vào kết quả chung của công tác chống dịch tại thành phố. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 3 tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 45.102 người. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi và hiện tất cả đều ổn định. Liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại xã Đạo Lý, Sở Y tế tỉnh Hà Nam vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, để báo cáo tài trình về quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện. Sở Y tế Hà Nam cũng đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lương Thanh Ngọc, trạm trưởng trạm y tế xã Đạo Lý vì chưa xử lý và giải quyết kịp thời trường hợp bệnh nhân COVID-19, bệnh nhân số 2899 dẫn đến làm lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát lại hồ sơ để có biện pháp xử lý nghiêm đối với trường hợp bệnh nhân COVID-19 đã hoàn thành thực hiện cách ly ở Đà Nẵng, nhưng khi về địa phương chưa thực hiện nghiêm quy định tự cách tại nhà mà vẫn tổ chức liên hoan ăn uống để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Liên quan đến bệnh nhân này, Hà Nam đã ghi nhận 14 trường hợp mắc COVID-19, điều tra truy vết được 692 trường hợp F1 và 4.098 trường hợp F2. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, thì qua rà soát, đến thời điểm này toàn huyện còn 103 lô đất sau đấu giá đã hết thời hạn nộp tiền, nhưng khách hàng bỏ cọc, không nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền các lô đất khách hàng trúng đấu giá hơn 156 tỷ đồng, chênh lệch hàng chục tỷ đồng so với giá khởi điểm. Theo chia sẻ của một chuyên gia bất động sản, hiện tượng trên có thể to trong các phiên đấu giá. Giá của mảnh đất đã bị đẩy lên cao và không loại trừ trường hợp việc đấu giá bị giới đầu cơ thao túng. Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm ước tính đạt 206,51 tỷ đô la Mỹ, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 103,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,3%, nhập khẩu hàng hóa đạt 102,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,8%. Trong 4 tháng đầu năm 2021, có 19 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 84,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỷ đô la Mỹ, bao gồm điện thoại và linh kiện, điện tử, máy tính và linh kiện đạt, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng. Ngày 3 tháng 5, Bộ Công Thương cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Úc vừa thông tin về việc công ty TNL Global Foods Supply nộp đơn đăng ký nhãn hiệu ST24, ST25 kèm nội dung là gạo, gạo ngon nhất thế giới. Mặc dù hiện nay cơ quan của Úc vẫn đang ở giai đoạn xem xét kéo dài nhiều tháng, nhưng Thương vụ đã triển khai các biện pháp khẩn cấp. Cụ thể như sau, Thương vụ Việt Nam tại Úc đã trao đổi với ông Hồ Quang Cua và đề nghị phối hợp hành động. Thương vụ đã chủ động trao đổi với lãnh đạo công ty trên. Thương vụ đã gửi công văn cùng một số tài liệu, hình ảnh kèm theo đến Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Úc để làm rõ giống lúa trên ST24, ST25 là do ông Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu sản xuất thành công đã được cấp bằng bảo hộ tại Việt Nam. Thương vụ Việt Nam tại Úc đề nghị Văn phòng Sở hữu trí tuệ của Úc xem xét sự việc, tránh những tranh chấp có thể xảy ra. Gia Lai là địa phương có điều kiện khí hậu thổ nhưỡng rất thuận lợi để phát triển toàn diện nền nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao gắn với chuỗi liên kết chế biến sâu. Tỉnh đã mời gọi được một số dự án nông nghiệp quy mô lớn đầu tư, mở ra cơ hội mới để từng bước cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, chất lượng và hiệu quả cao. Với những lợi thế tự nhiên và chiến lược cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, Gia Lai đã phát triển và xây dựng được nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nhiều chuỗi liên kết gia tăng giá trị cho các bên tham gia, tạo ra nhiều thương hiệu có chất lượng và uy tín trên thị trường. Điển hình như chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ giữa hai doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp cùng 9 hợp tác xã, 71 tổ hợp tác và hơn 8.000 hộ dân với diện tích canh tác hơn 22.000 ha. Sản xuất chế biến các mặt hàng nông sản đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu và xuất khẩu theo hiệp định EVFTA. Nếu chúng ta không làm được một vai trò như là tạo ra những cái vùng nguyên liệu truy xuất nguồn gốc hay là chỉ dẫn địa lý, hoặc là không liên kết các doanh nghiệp với nhau, không liên kết với các hợp tác xã, với các nông dân với nhau trở thành một cái
cái chuỗi khép kín thì chúng ta sẽ khó mà để xây dựng được một nguyên liệu tốt và xây dựng được một cà phê đạt chất lượng mà để đưa vào thị trường khó tính. Còn đây là mô hình trồng khoai tây ở xã Bờ Ngon, huyện Chư Sê, được chuyển giao liên kết giữa nông dân với công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm PepsiCo Food Việt Nam. Mô hình này được trồng thử nghiệm năm 2020 và qua đánh giá kết quả bước đầu cho thấy đã có những tín hiệu rất lạc quan về năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế mang lại. Mà năm đầu là làm thử tổng diện tích khoai tây ở đây là làm 7 hết để coi thử khí hậu thổ nhưỡng nó có phù hợp không. Nhưng mà thấy rất là phù hợp. Vụ đầu tiên là tính trên đầu hết là khoảng 33 tấn. Bên công ty Pepsi hỗ trợ là giống phân với lại kỹ thuật. Thu mua là theo cái quy cách của bên công ty đưa ra. Theo như làm thì thấy nó cũng bình thường chứ không có gì là khó. Qua trao đổi với một số các cái chuyên gia kỹ thuật và một số cái chuyên gia về chất lượng, mà cái này đặc biệt là các cái chuyên gia kể cả nước ngoài, thì đánh giá rằng là cái tiềm năng về năng suất khô của Gia Lai, của khoai ở Gia Lai thì tốt hơn cả Lâm Đồng và tốt hơn cả Đắk Lắk. Với cái điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của Gia Lai thì hiện nay thì qua trao đổi các hai bên với nhau thì có thể là Gia Lai có thể trồng được 3 vụ ở trên cái là một cái điều kiện giải vụ rất là tốt cho để là cung cấp cái nguyên liệu hàng năm, mà nó tránh cái thiếu hụt cục bộ cho cái sản xuất của nhà máy. Từ một nền nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ, đến nay Gia Lai đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất chuyên canh và hình thành nên các chuỗi liên kết sản xuất từ trồng trọt đến chăn nuôi. Tính đến nay, Gia Lai đã xây dựng được 11 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông lâm sản hiệu quả cao. Theo đề án về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn, Gia Lai sẽ dành khoảng 120.000 ha để thực hiện với mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất rau quả lớn nhất cả nước. Bắt đầu từ tháng 5 này, chương trình đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm sẽ được phép hoạt động trở lại sau nhiều năm bị tạm dừng. Cụ thể, quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5. Theo thông tư số 11 và 12 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm được tổ chức cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Quy định này mở ra cho nhiều cử nhân muốn trở thành giáo viên bậc phổ thông. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã dừng đào tạo chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm từ năm 2014. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến phản ánh của khán giả tại thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thanh Toàn khiến nhiều người dân ám ảnh và khiếp sợ. Điều đáng nói là hoạt động tận thu khoáng sản trái phép này hết sức công khai, dù nhiều người dân đã phản ánh nhưng cơ quan chức năng vẫn không vào cuộc xử lý. Căn cứ thông tin của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận, trên địa bàn thị xã La Di của tỉnh này không cấp phép cho đơn vị nào có tên là Thanh Toàn được khai thác khoáng sản là cát. Tuy nhiên, đây là những hình ảnh mà phóng viên ghi lại trong những ngày tác nghiệp tại thị xã La Di. Những đoàn xe tải hạng nặng có gắn mác là Thanh Toàn chất đầy cát phóng như bay khắp các ngã đường của thị xã này. Theo dấu những chiếc xe, nhiều địa chỉ khai thác cát lậu đã được lộ diện. Đây là một địa chỉ đang bị tàn phá nặng nhất, là vị trí phía trước căn nhà được cho là chủ nhân của những chiếc xe gắn phù hiệu Thanh Toàn nằm ở đường Lý Lam Đế, xã Tân Phước, thị xã La Di. Tại địa bàn này, cơ quan chức năng không hề cấp phép cho bất cứ một mỏ cát nào. Thế nhưng tại vị trí này, dấu hiệu của sự đào phá là quá rõ ràng. Cả một diện tích hơn 5 hectare được đào bới với chiều cao từ 4 đến 5 mét. Theo ước tính, hàng trăm nghìn mét khối cát đã được mang ra khỏi đây. Đi sâu vào trong rừng keo thuộc địa bàn huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Thêm một địa điểm khai thác cát nữa của tập đoàn xe Hung Thần gắn mác Thanh Toàn được phóng viên phát hiện. Chỉ chưa đầy 10 phút có mặt, hàng chục chiếc xe đã mang đi của cánh rừng này hàng trăm mét khối cát. Điểm đến của chúng là một bãi san lấp khổng lồ của dự án do công ty 577 chi nhánh Bình Thuận triển khai. Và mỗi ngày, đoàn xe này mang đến đây khoảng từ 200 đến 300 chuyến xe, tương đương với khoảng từ 3 cho đến 4.000 mét khối cát. Giá cát san nền hiện tại ở địa phương này
dao động ở mức 180.000 đến 200.000 đồng một mét khối. Vậy, mỗi ngày đoàn xe thanh toán có thể kiếm lời từ 600 đến 800 triệu đồng. Nghiêm trọng hơn là hoạt động này đã diễn ra nhiều năm nay, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa vào cuộc xử lý. Chiều ngày 3 tháng 5, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 111 vụ tai nạn giao thông, giảm 22 vụ so với cùng thời điểm năm ngoái, khiến 64 người bị thương, giảm 12 người, 58 người chết, giảm 21 người, không có vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Phần lớn tai nạn xảy ra trên đường bộ, nguyên nhân chủ yếu là đi sai làn, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn. Trong 4 ngày qua, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra phát hiện xử lý trên 32.600 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó riêng vi phạm nồng độ cồn trên 3.400, 15 trường hợp dương tính với ma túy, phạt tiền gần 32 tỷ đồng. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong môi trường mạng xã hội đối với học sinh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã triển khai mô hình điểm vì môi trường mạng xã hội bình yên. Trong đó, lần đầu tiên có sự tham gia phối hợp giữa lực lượng công an, nhà trường và gia đình. Đây là mô hình điểm được Công an thành phố Hà Nội giao Công an quận Bắc Từ Liêm triển khai thí điểm trên địa bàn thủ đô. Đã từng chứng kiến một vụ bạo lực học đường do tranh cãi trên mạng xã hội của những học sinh lớp bên cạnh, Hoàng Minh đã ngay lập tức thông báo cho nhà trường qua hòm thư góp ý. Thân ở trường cháu thì cháu cũng hay thấy những vụ đánh nhau ở bên ngoài cổng trường ạ, và nó cũng đều xuất phát từ những cái tranh cãi trên mạng xã hội ạ. Cái lúc mà nhìn vụ đấy thì cháu sẽ thông báo cho nhà trường biết ạ và gọi cho tổng đài của công an để ra xử lý ạ. Đường dây nóng hỗ trợ bảo vệ trẻ em 111 và tổng đài 113 là nơi các em có thể gọi tới khi có bất kỳ vấn đề gì xảy ra liên quan đến bạo lực xâm hại trẻ em ngoài đời hay trên mạng xã hội. Cách thức để đối phó với những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, đó là hai trong số rất nhiều nội dung được các giảng viên của Học viện Cảnh sát Nhân dân truyền tải đến các em học sinh thông qua một buổi tuyên truyền vì môi trường mạng xã hội bình yên như thế này. Những hình ảnh cũng như những nội dung phong phú và phù hợp với lứa tuổi, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, đồng thời cũng sẽ lồng vào những cái hình phạt của pháp luật nếu mà trong lứa tuổi này các con vi phạm. Trước đây, việc lồng ghép các chuyên đề về pháp luật, trong đó có việc giáo dục học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, thường xuyên được các nhà trường triển khai, song chưa thực sự hiệu quả. Bắt đầu từ cuối tháng 3, Bắc Từ Liêm là quận đầu tiên của Hà Nội triển khai mô hình điểm vì môi trường mạng xã hội bình yên, có sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền và đặc biệt là sự vào cuộc của lực lượng công an là nòng cốt cùng với nhà trường trong việc tổ chức các buổi tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh sử dụng mạng xã hội an toàn, đồng thời thường xuyên tuần tra, ngăn chặn những nguy cơ có thể xảy đến bạo lực, xâm hại trẻ trong nhà trường ngay từ khi manh nha. Việc mà triển khai tuyên truyền chỉ là một trong các nội dung của cái mô hình này thôi. Và chúng tôi sẽ triển khai thành lập các trang fanpage, các nhóm Zalo, Facebook để tương tác giữa công an, lực lượng công an của phường với cả ban giám hiệu, với các thầy cô giáo trong trường trung học cơ sở và đại diện cha mẹ học sinh. Trong các giờ sinh hoạt, trong các giờ chào cờ hoặc lồng ghép vào các tiết dạy, nhưng mà các thầy cô thì thực sự cũng vẫn cứ quen thuộc với các con nên cái hiệu quả có thể nó cũng không bằng. Nhưng chỉ cần các chú công an mà về như này có màu áo, có sắc áo thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ hơn rất là nhiều và các con sẽ cảm thấy tin tưởng hơn. Trong thời gian tới, nhiều nội dung, giải pháp, sáng tạo, tăng tính tương tác với học sinh, phụ huynh học sinh qua các kênh thông tin như Zalo, Facebook, tổ chức dạy và học, các cuộc thi bổ ích trên không gian mạng cũng sẽ được Công an quận Bắc Từ Liêm triển khai phối hợp với 16 cơ sở giáo dục trên địa bàn. Từ đó nhân rộng mô hình vì môi trường mạng xã hội bình yên trên toàn thành phố, để màu áo xanh Công an Nhân dân sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho trẻ em tránh bị đầu độc trên mạng xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.